Chào mừng các em đến với tiết học môn giáo dục công dân ngày hôm nay. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Hồ Hoàng Việt, là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Tân Phú. Thầy rất vui khi được chia sẻ với các em bài học hôm nay, bài số 2, yêu thương con người. Các em chuẩn bị sách, vở, bút, thước. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu với thầy nhé! Nội dung bài học của bài này chúng ta gồm 4 phần. Phần đầu tiên, khởi động tìm hiểu bài học. Phần thứ hai, khám phá nội dung bài học cần ghi nhớ. Phần số 3, luyện tập, thực hành bài tập giáo viên bộ môn giao tại lớp. Phần cuối cùng, đó là vận dụng, thực hành nhiệm vụ giáo viên bộ môn giao về nhà. Bài học này chúng ta học trong vòng 2 tiết. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 1, đó là phần khởi động và phần khám phá. Tiết 2, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần luyện tập và phần vận dụng. Phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Thầy có một trò chơi nho nhỏ, các em hãy nhìn hình đọc câu ca dao tục ngữ. Hình số 1 và hình số 2, thời gian 5 giây, bắt đầu. Các em đã có đáp án của mình chưa? Và đây là đáp án của thầy. Hình số 1, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Hình số 2, lá lành đùm lá rách. Như vậy, hai câu ca dao tục ngữ trên thể hiện lòng yêu thương con người, muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng phải biết giúp đỡ, san sẻ, yêu thương nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Phần tiếp theo, đó là phần khám phá. Thầy mời các em đọc câu chuyện Người bạn mới của lớp. Trà là một học sinh mới chuyển đến lớp 6A1. Trà bé nhỏ, có tật ở chân. Nhà lại ở xa trường nên đi học rất khó khăn. Một buổi sáng, mưa như chút, Trà đến lớp với bộ quần áo ướt sũng, tay chân run cầm cập và trễ hơn 15 phút. Ngay lập tức, cô giáo cùng các bạn đưa Trà xuống phòng y tế. Sau đó, mượn quần áo để bạn thay cho đỡ lạnh. Cả lớp ai cũng thấy thương Trà. Cô giáo chủ nhiệm cùng với lớp trưởng sau khi thảo luận đã đưa ra ý kiến. Hàng ngày, những bạn đi học bằng xe đạp sẽ thay nhau đến đón Trà. Cả lớp đều đồng tình hưởng ứng rất nhanh. Cuối năm học, Trà xúc động nói, chính tình yêu thương của các bạn đã giúp mình có nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn tình yêu thương của các bạn thật nhiều. Qua câu chuyện này, thầy có 3 câu hỏi muốn hỏi các em. Câu hỏi đầu tiên, cô giáo cùng các bạn có những tình cảm và việc làm như thế nào dành cho Trà? Câu hỏi số 2, những tình cảm và việc làm đó đã đem lại cho Trà điều gì? Câu hỏi số 3, theo em, thế nào là yêu thương con người? Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ trả lời. 10 giây, bắt đầu. Và đây là câu trả lời của thầy. Câu số 1, cô giáo cùng các bạn đưa Trà xuống phòng y tế, sau đó mượn quần áo để bạn thay cho đỡ lạnh. Cả lớp ai cũng thấy thương Trà. Cô giáo chủ nhiệm cùng với lớp trưởng thảo luận đưa ra ý kiến, những bạn đi học bằng xe đạp sẽ thay nhau đến đón Trà. Và cả lớp đều đồng tình hưởng ứng. Câu trả lời số 2, Trà xúc động nói, chính tình yêu thương của các bạn đã giúp mình có nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Cảm ơn tình yêu thương của các bạn thật nhiều. Câu trả lời số 3. Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Thầy có 4 bức hình. Thầy mời các em quan sát và hãy nêu ra suy nghĩ của mình. Hình ảnh đầu tiên, nội dung đó là cây ATM gạo hỗ trợ người dân mùa dịch COVID-19. Hành động thể hiện lòng yêu thương con người vì giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Hình ảnh số 2, tiệm sách dành cho mọi người đọc miễn phí. Và đây là hành động thể hiện lòng yêu thương con người vì trao yêu thương không cần đền đáp. Hình ảnh số 3, sự vô cảm trước nỗi đau của người khác. Đây là hành động không thể hiện lòng yêu thương con người vì vô cảm trước nỗi đau khó khăn của người khác. Và hình ảnh cuối cùng đó là sự bạo lực ức hiếp người yếu thế hơn mình. Hành động không thể hiện lòng yêu thương con người vì ức hiếp, xúc phạm thân thể, danh dự của người khác. Hãy chọn một thông điệp yêu thương dưới đây mà em thích, từ đó thảo luận với bạn về giá trị của yêu thương con người. Thông điệp yêu thương: đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Hạnh phúc trọn vẹn nhất chính là lúc chúng ta cho đi. Chúng ta biết giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho người khác. Hãy để yêu thương lan tỏa khắp cộng đồng này. Hãy để tình yêu thương đó sưởi ấm cho những trái tim còn đang thiếu thốn, đang lạnh lẽo, đang cần sự giúp đỡ. Cho đi là hành động tốt đẹp. Vậy tại sao ta không thử cho đi để nhận lại được hạnh phúc? Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là vậy. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Chúng ta biết mang niềm vui, tình yêu thương, hạnh phúc cho mọi người, thì bạn sẽ nhận lại được sự yêu thương, sự thanh thản, ấm áp. Hành động của bạn sẽ góp phần khiến cho con người gần nhau hơn, xã hội trở nên văn minh và tốt đẹp hơn. Và điều quan trọng nhất là bạn sẽ được nhận lại sự yêu thương, quan tâm từ chính những mảnh đời bất hạnh nào đó mà bạn đã từng giúp đỡ. Đây là cây yêu thương. Chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên đó là phần khái niệm, thứ hai biểu hiện, và cuối cùng đó là ý nghĩa. Vậy yêu thương con người là gì? Thầy cho các em 5 giây để suy nghĩ. 5 giây, bắt đầu. Các em đã có đáp án của mình chưa? Và đây là đáp án của thầy. Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Và đây cũng là phần nội dung bài học, một nhỏ khái niệm của lòng yêu thương con người. Các em chép phần này vào vở nhé. Sau đây thầy có vài tấm hình cho các em xem. Các em nhận xét những tấm hình này thể hiện nào của người dân Việt Nam trong các thiên tai và đại dịch vừa. Như vậy, 4 bức hình trên thể hiện thiên tai dịch bệnh nào mà đất nước ta đã và đang trải qua vài năm gần đây. Thầy cho các em thời gian 5 giây suy nghĩ. Thời gian bắt đầu. Các em đã có đáp án của mình chưa? Và đây là đáp án của thầy. 4 bức ảnh trên là bão lũ ở miền Trung và đại dịch COVID-19
mà đất nước đã gánh chịu, nhưng tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương con người, tương trợ khi gặp khó khăn vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Vậy, biểu hiện của tình yêu thương con người là gì? Các em cùng suy nghĩ với thầy nhé. Thời gian 5 giây bắt đầu. Biểu hiện của yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, thông cảm, chia sẻ, biết tha thứ, biết hy sinh vì người khác. Biểu hiện trái với yêu thương con người là nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước những khó khăn đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác. Và đây cũng là phần 2 nhỏ biểu hiện của tình yêu thương con người trong phần nội dung bài học. Các em chép vào vở nhé. Trái với lòng yêu thương con người, đó là gì? Đó là bao che điều xấu, là vô cảm, là đánh đập sỉ nhục người khác. Như vậy, chúng ta sẽ có kết cục không đẹp, con người sống không hạnh phúc và bình an. Thầy mời các em quan sát các hình sau. Hình 1, hình 2 và hình 3. Như vậy, ba hình này đều thể hiện lòng yêu thương con người. Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? Hình số 1, biểu hiện ở gia đình. Hình số 2, biểu hiện ở nhà trường. Và hình cuối cùng là biểu hiện ở xã hội. Thầy có một câu chuyện thể hiện lòng yêu thương con người muốn nhắn gửi đến các em. Chiều ngày 22 tháng 2 năm 2018, bé gái Nguyễn Hải An, học sinh trường tiểu học Tân Mai, trú tại thôn Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, qua đời vì căn bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, một căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện nhưng không qua khỏi, mẹ bé và gia đình đã quyết hiến tạng giác mạc của bé để trao ánh sáng cho người khác. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và gia đình đã khiến nhiều người xúc động. Trước khi bé Hải An qua đời, gia đình bé đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với nguyện vọng xin hiến tạng để cứu người khác. Tuy nhiên, quy định hiện hành chỉ nhận nguồn tạng hiến từ người đủ 18 tuổi trở lên, trong khi bé Hải An mới 7 tuổi. Nếu bé không thể tiếp tục sự sống, thì chỉ có thể lấy hai giác mạc để đem lại ánh sáng cho hai người có bệnh lý giác mạc. Là người trực tiếp đến nhận giác mạc của bé, bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội cho biết, trong hơn 10 năm đi làm, chưa bao giờ anh thấy xúc động như thế. Chứng kiến hình ảnh người mẹ đặt nụ hôn lên trán cô bé đã giả từ cõi đời, sau khi nói: "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé." Bác sĩ Hoàng thấy sống mũi cay cay. Thầy có một câu hỏi muốn dành cho các em. Ước nguyện của bé Hải An là gì? Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của bé Hải An? Thời gian 10 giây bắt đầu. Các em đã có đáp án của mình chưa? Và đây là đáp án của thầy. Ước nguyện của bé Hải An là được hiến tặng giác mạc của mình để đem lại ánh sáng cho người khác. Đó là một ước nguyện cao cả, lớn lao, viết nên câu chuyện về lòng nhân ái.
Phần cuối cùng đó là phần ý nghĩa. Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta, cần phải giữ gìn và phát huy. Đây cũng là phần 3 nhỏ trong nội dung bài học, các em ghi vào vở nhé. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập thật tốt. Tiết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 3 luyện tập và 4 vận dụng.